Ngày 10 tháng 1, nhiều thông tin xôn xao về chiếc vali nghi có vật thể lạ được đặt trước cổng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Theo đó, trưa cùng ngày, nhân viên bảo vệ trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh phát hiện một người đàn ông cầm chiếc vali đứng rất lâu ở trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Do nghi ngờ, bảo vệ liền đến hỏi thì người đàn ông vội vứt vali lại rồi bỏ chạy. Trước hành động lạ của người này, bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường. Trường báo công an và quân đội đến để điều tra vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường, ban giám hiệu trường đã di rời tất cả học sinh đến nơi an toàn. Lực lượng công an, quân sự có mặt để phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra, xác minh. Nhiều người dân tỏ ra hoang mang trước sự việc. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn vali có chứa bom. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, bên trong vali có những món đồ như lọ sơn màu, tua vít, bì thư rỗng. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân của vật thể trên là anh L. Q. D. 36 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Gia đình xác nhận anh D. đang điều trị bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân tránh lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.